Bích Phụng xin chào toàn thể quý vị đến với chương trình Chuyện Showbiz. Quý vị thân mến, chương trình sẽ là cầu nối để giúp cho chúng ta có cơ hội tìm hiểu về những thông tin cá nhân cũng như là cuộc sống, và đặc biệt đó chính là con đường nghệ thuật của những khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Và không để cho tất cả quý vị chúng ta đợi chờ lâu, hôm nay sẽ là một vị ca sĩ mà chắc chắn rằng khi nhắc tới chúng ta sẽ biết ngay, đó chính là ca sĩ Quách Thành Danh. Xin chào Phụng và Quách Thành Danh, xin mến chào vị khán giả của chương trình Chuyện Showbiz. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và quý vị thân mến, thông thường khi mà nhắc tới ca sĩ Quách Thành Danh thì tất cả ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay tới đó chính là bài hit Tôi Là Tôi. Và thông thường đối với các ca sĩ thì khi mà họ đã có được một bài hit, họ sẽ dùng bài hit đó và trở thành một bước đệm để mình có thể đi lên, mình trở thành nổi tiếng hơn rất là nhiều. Nhưng không biết lý do tại sao mà sau bài hit Tôi Là Tôi thì anh lại vắng bóng một thời gian, không biết lý do là từ đâu ạ? Sáng đây cũng chia sẻ với Bích Phụng và quý vị khán giả. Thì thật sự ra với Danh thì ai cũng muốn con đường mình đi là lúc nào cũng suôn sẻ và tốt đẹp. Nhưng mà ngày đầu tiên Danh ký hợp đồng công ty AK Entertainment thì 5 năm. Nhưng mà trong 2 năm hơn làm việc, cảm thấy mình như một con chim sắt, tới đêm là lên giới thiệu là hát thôi. Không có sự tự chủ trong chọn bài hát, không có muốn nói cái gì trên sân khấu cũng bị kiểm soát. Và thậm chí có những cái tiêu cực, có những cái hành động hơi cực đoan trong cái cách làm việc của Danh và giám đốc công ty. Thì lúc đó Danh cảm thấy mình bị bế tắc và nghĩ là có thể không thể làm nghề được nữa. Và Danh chấp nhận bỏ số tiền mấy trăm triệu ra, thời điểm đó rất lớn, để Danh mua sự tự do của mình. Nên là thời gian đó Danh về Mỹ, Danh sống thời gian. Tức là sau cái bài hit đó là anh đã có một khoảng thời gian quay trở về Mỹ sống. Vậy thì thời gian gần đây anh đã tham gia chương trình là Tình Khúc Vượt Thời Gian. Và thực sự là khi mà anh tham gia chương trình đó thì anh không hát những cái dòng nhạc trẻ nữa, mà là anh hát nhạc xưa hoặc là những cái dòng nhạc quê hương. Đặc biệt hơn nữa là khi mà anh tham gia vào cái chương trình là Hãy Nghe Tôi Hát, thì lúc này anh đã làm cho khán giả rất là bất ngờ. Bởi vì không ngờ là một ca sĩ nổi tiếng từ dòng nhạc trẻ mà lại hát nhạc xưa hay đến như vậy. Không biết lý do gì mà anh đã tham gia chương trình này, có phải đây sẽ là một cầu nối để anh quay trở lại với khán giả hay không? Về truyền thông Danh cũng ít tiếp xúc nhiều, và báo chí là cũng khá là hạn chế. Danh ở Mỹ khoảng 5 tháng thì bầu show vô tình biết Danh đã mời show. Và từ đó Danh cảm thấy là mình lại nhớ nhung, lại phải có duyên với nghề. Nên là Danh trở lại con đường showbiz. Và khi một năm sau ở Mỹ thì Danh về lại nước. Danh phát hành liên tục 5 album. Thì có trong đó có 2 nhạc trẻ, một nhạc sang là gọi về nhạc phòng trà, bán cổ điển, và dòng nhạc quê hương, dòng nhạc trữ tình, là nôm na bà con hay dùng từ xến. Thì cũng được khán giả đón nhận khá nhiều. Thì thật sự ra mọi người cứ nhắc tới Danh, cái bóng Tôi Là Tôi nó quá lớn đi. Đúng rồi. Nào là có Ngã Tư Đường Tình nè, có Thế Giới Ta Thật To nè, có Người Đàn Ông, có Em Là Em. Nhờ những bài đó mà Danh cũng được quý vị yêu thương tới ngày hôm nay. Nhưng mà mọi người cứ nhắc tới Quách Danh là cứ Tôi Là Tôi. Nên hiện giờ là thật sự mấy bài đó nó cũng vào quên lãng. Và điều bất ngờ nhất là hiện giờ vẫn là Tôi Là Tôi đi hát mỗi đêm. Thì kèm theo đó như Phụng nói, chia sẻ thì Danh hát dòng nhạc quê hương trữ tình thì được mọi người nói tại sao hát hay như vậy mà không đi tham gia chương trình cho người ta biết mình hát. Tại vì những cái số lượng khán giả, những cái album của Danh thì đa phần là khán giả của Danh mới biết được Danh hát những dòng nhạc này. Chứ thật sự ra khi bước vào nghề, trước khi hát với dòng nhạc trẻ thì Danh đã từng bén duyên với dòng nhạc trữ tình quê hương. Và giọng của Danh đúng ra là hợp với dòng nhạc phòng trà nhất. Tại vì làm Danh là một trong những người Việt Nam có giọng bass, đã tại vì giọng bass là hiếm lắm. Như anh Ngọc Sơn trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, đây là giọng gọi là khen mà mình cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà cũng thấy là hơi quá tí, là giọng ca nam trầm đẹp nhất nước Việt Nam, thấy cũng rất là hạnh phúc. Tại vì thật sự ra Danh cũng được nhiều thầy cô trong trường nhạc viện mời Danh về là tại vì giọng ca này là cũng hạng là hàng hiếm. Khi một bài hát Danh thấm từ nhỏ rồi nên là Danh hát rất là dễ, rất thể hiện rất là dễ, nên là khi đến với cuộc thi là một sự ngẫu nhiên, nhưng mà đó là sở trường của Danh. Khi ân tình đang thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta
quên lời, đem tình san sẻ đi rồi, mình không hơn chi cánh bèo trôi. Tình yêu ơi tình yêu, thuở xưa nếu biết duyên tình đâu, gặp ngàn trai xót xa nghẹn ngào, sao giờ ta ôm trái sầu. Thà là thân gỗ cây tần rừng cao, thà là viên đá âm thầm đáy biển thật sâu. Vậy thì anh có quyết định là trong tương lai anh sẽ theo đuổi dòng nhạc này luôn hay không? Thực sự ra hiện giờ dường như là danh cũng 50-50, vừa giữ lại chân của khán giả trẻ là ra những album sản phẩm trẻ chung, và cũng đồng thời đó rất tham ra thêm hai dòng nhạc, dòng nhạc bán cổ điển và dòng nhạc quê hương. Vậy thì trong khoảng thời gian sắp tới anh sẽ có những cái dự định gì về cho mình? Năm nay là năm cũng khá may mắn đối với danh. Thực sự ra khán giả biết danh nhiều hơn sau chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Và danh thừa thắng xông lên là danh ra những album, mà đặc biệt là album vừa rồi là danh song ca với Saka Trương Tuyền, một cái bản master up giữa Quách Thành Danh là Tôi Rồi Tôi, Saka là Yêu Đơn Phương, thì làm một cái bài song ca đó. Nhưng mà đặc biệt hơn là có liên khúc 5 bài gồm những bài ca khúc rất xưa và rất dễ thương, Túp Liều, Lý Tưởng, Chuyện Tình Nàng Kinh Nữ Tinh Thi, rồi Giấc Ngủ Đầu Nôi, là dòng nhạc quê hương, và giờ bỏ vô phối lại remix cho nó trẻ trung. Và tại vì mình muốn thổi vào một cái hơi hướng trẻ trung cho khán giả lớn tuổi, có những người ta nghe những âm giai điệu nó quen thuộc rồi, thì bây giờ mình thay đổi tí xíu cho nó mới lạ hơn. Về cái vấn đề là những cái bài hát mà anh phối lại, thì anh có thể thể hiện một đoạn ca khúc ngắn để cho tất cả quý vị khán giả cũng như là Vít Vụ ngày hôm nay được thưởng thức được không ạ? Dạ. Thì những cái bài ví dụ như được khán giả thích là bài của Danh là hồi xưa Danh hát, bài đầu tiên là Hồn Lỡ Xa Vào Đôi Mắt Em. Thực sự ra khán giả thích vì Danh là giọng nam trầm, luyến lái sẽ không được mềm như giọng thanh, giọng trung, giọng hoặc là giọng baritone, giọng là nên nó bị hạn chế về phần luyến lái. Nhưng mà mọi người lại thích ở phần trầm của Danh hát rất là lạ. Ví dụ như Đường Về Thôn Em Duyên Dáng, bên ven sông con thuyền xuôi mái, nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, có hoa nối dài. Là có nghĩa là nó trầm ấm vậy thôi. À đó, bây giờ anh hát đó chính là một cái dòng nhạc quê hương. Bây giờ anh hát lại ca khúc Tôi Là Tôi một đoạn thôi ạ. Không, bây giờ câu đầu tiên là mọi người đã nhớ là rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Là giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Bởi vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em là bao biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt cuộc đời này em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Thế ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc. Nào biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt cuộc đời này em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Thế ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc khi đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình. Và tôi luôn là tôi chứ mong đổi thay tôi làm gì. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết tha đã trao lời. Và tôi luôn là tôi chứ mong đổi thay tôi làm gì. Hiện tại thì có rất là nhiều ca sĩ đang yêu cầu đó chính là cấp thẻ hành nghề ca sĩ cho những ca sĩ đó. Vậy thì không biết theo anh có quan niệm như thế nào về vấn đề này? Riêng Danh thì thật sự ra đã là nghệ sĩ, họ sống và làm việc rất là phóng khoáng và sáng tạo theo cách có bài vở, không có trường lớp. Này nhắc nhớ lại những năm về trước cũng là cái giấy hành nghề này mà bao nhiêu chuyện lên báo chí viết hết giấy hết mực về những người ca nghệ sĩ đã
định danh bao nhiêu năm trời, công chúng đón nhận hàng mấy chục năm, tại sao hiện giờ người ta phải đi làm một tờ giấy, người ta xin làm giấy hành nghề riêng danh vì danh thấy. Nếu bạn không đủ sức thuyết phục, bạn không đủ hay, bạn không đủ giỏi thì khán giả không đón nhận bạn. Giờ anh có một giấy hành nghề rất là chỉnh chu nhưng mà anh không được khán giả đón nhận thì cái sự đào thải khán giả là quyết định tất cả. Tức là điều quan trọng nhất vẫn là cái sự đón nhận của khán giả và cái tình cảm của khán giả dành cho mình. Thực sự vì hiện giờ có một số người đang lên án một cô bé nào đó hát không hay đi làm ca sĩ. Thì nếu một cô bé hát thực sự không hay thì tự nhiên khán giả sẽ đào thải cô bé đó. Không cần mọi người phải rùm beng lên. Thật sự cái đó cũng không nên, danh nghĩ không nên. Dạ vâng. Và có rất là nhiều người quan niệm rằng nhạc xưa là nhạc xến. Vậy thì anh có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe về cái quan niệm này? Thực sự Danh cũng chia sẻ là đối với những cô chú anh chị đi trước thì họ hơi khắt khe về câu chữ ngay như về xến và sang, y như đang chia ra một cái đẳng cấp. Nhưng mà với Danh cũng nôm na một cái từ gọi của khán giả nghe nhạc một điệu thôi, thì người ta nói vậy cho dễ phân biệt dòng nhạc. Thực sự ra thì nếu mà nói rõ ràng hơn là dòng nhạc quê hương trữ tình với dòng nhạc phòng trà làm nhạc bán cổ điển thì nghe nó có vẻ là hợp tai hơn. Nhưng mà Danh thì Danh không giận gì hết về vấn đề, tại vì mỗi một người có một cái cách gọi riêng để cho người ta hiểu, nôm na là vậy. Miễn là người ta có thể hiểu được cái dòng nhạc đó và họ tận hưởng cái cảm xúc của người ta trong từng cái bài hát của mình là được, đúng không anh? Thì đúng là giữa nhạc trẻ và nhạc quê hương nó sẽ là hai cái trường phái nhạc hoàn toàn khác nhau. Vậy thì nhạc trẻ nó khó ở chỗ nào, nó dễ ở chỗ nào? Nhạc quê hương nó khó ở chỗ nào và dễ ở chỗ nào? Dòng nhạc sang thì đối tượng khán giả khó hơn và lớn tuổi và người ta đã nghe rất rất nhiều cô chú anh chị đi trước hát. Và khi mình hát thì mình đòi hỏi mình phải xử lý như thế nào, vẫn là nội dung đó nhưng mà làm sao đó sao để cho mọi người nghe thấy một cái gì đặc biệt ở mình, thì cái đó là điều khó. Còn nó nhạc trẻ hơn, đường nét riêng của mình. May mắn là giọng Danh thì cất lên thì nó có một cái sự riêng thì cũng dễ. Và nhạc trẻ thì cũng hiện giờ thì nhạc trẻ Danh thấy khó là khó gì? Khó là bài hát mình tìm khó. Bài hát tìm sao để phù hợp với giới trẻ hiện giờ, tại vì hiện giờ là thời đại công nghệ thông tin và mọi thứ thì nó rất là nhanh nhạy và cái gì cũng rõ ràng, không như xưa những nhạc ca khúc xưa thì một bức tranh, một câu chuyện rất dài kể hết về một cuộc tình, như vậy chuyện tình vang và điệp hay gì bài những bài rồi nỗi buồn gác trỏ hay những ca khúc xưa thì nó vậy. Nhưng mà ca khúc trẻ hiện giờ là tháng tháng đâu đó là chia tay, yêu nhau và chia tay thì nó đơn giản. Thì mình cũng tùy cái đối tượng khán giả mình chọn lọc. Có thể xem là Tôi Là Tôi là bài hit với dòng nhạc trẻ của anh. Vậy thì dòng nhạc xưa, bài hát nào anh xem đó là bài hit của mình? Danh thấy tại vì không biết lượng như thế nào để biết mình loại hết không, nhưng mà cái tiền nhạc chuông nhạc chờ trong những cái bài mà nhạc xưa thì Danh nhận nhiều nhất là bài Đường Về Hay Thôn. Là Danh cũng không nghĩ cái bài nhạc mang hơi hưởng quê hương âm dân ca nôm na mà nó là Danh nghe Danh thấy nó khá, mọi người khá thích bài này. Và một bài nữa là Danh đặc biệt, Danh rất là được sự yêu mến từ khán giả hải ngoại là khi Danh hát ở đây chung chương trình Phi Nhung thì Danh hát cái bài mà Về Đâu Mấy Tóc Thương, hát lâu lắm rồi, thì lúc mà Danh mới bước bén duyên với dòng nhạc quê hương và trữ tình thì là hát đầu tiên là Về Đâu Mấy Tóc Ngày Thương. Có nghĩa là mọi người, đây là bài thứ hai là mọi người thích Danh lấy là bài Đường Về Hai Thôn. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương, qua cầu soi bóng nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha, ta ngon vui hoài trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mãi xanh tươi mướp cà thắm nơi nơi và vành môi trai gái có câu ca yêu đời, nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về mừng duyên quê. Là một người ca sĩ, nào là cái lịch trình của anh sẽ là tập luyện nè,
sau đó đi diễn, rồi anh chạy show, rồi nào là diễn phòng trà, rồi diễn ở các sự kiện, rồi diễn ở sân khấu, rất là nhiều cái lịch trình khác nhau. Rồi anh lại còn phải chăm sóc cho gia đình của mình, và được biết là gia đình của anh là có tới 4 người con. 4 người con như vậy, thì anh chia cái quỹ thời gian như thế nào là hợp lý nhất? Thực sự chia sẻ với em là, và quý vị khán giả là, anh cũng khá vất vả trong vấn đề lịch, thời gian biểu của mình. Cái lịch diễn thì khá dày đặc. Có những ngày liên tục một tuần anh hát sáng, chiều, tối, sáng, chiều, tối. Thậm chí cả một tuần nay là giọng anh là muốn khàn hết luôn. Không có gặp gỡ được gia đình nhiều. Thì bù lại mùa mưa thì mình ít việc thì mình ở gia đình nhiều hơn. Dẫn đi du lịch này nọ. Thì anh cũng có những cái quỹ thời gian anh dành cho gia đình riêng. Ví dụ như làm một thời gian khá mệt rồi thì dẫn gia đình đi du lịch nước ngoài này nọ, thì để cho mình có khoảng riêng hẳn luôn, không bị xáo trộn với công việc. Chứ bây giờ lên sáng dậy ngủ dậy là phải là vô cũng, tại vì con còn nhỏ mà, cũng ngó dòm ngó một tí, rồi trưa đi tập thể dục, chiều chuẩn bị lên là ăn uống thay đồ, là tối đi hát 1-2 giờ sáng về. Là cả một ngày cái lịch trình nó dày đặc như vậy luôn, nhưng mà vẫn có thể mình cân đối được cái lượng thời gian để vẫn có thể dung hòa được giữa hai bên, đúng không anh? Thông thường á thì bây giờ đa số các gia đình hiện đại bây giờ thì sẽ lựa chọn đó chính là có từ 1 cho tới 2 con, để mình thứ nhất là cái phần kinh tế của mình nó cũng đỡ hơn, thứ hai là mình sẽ có thêm nhiều thời gian để mình chăm sóc cho con của mình. Thế nhưng không biết lý do nào mà gia đình của anh lại có 4 người con. Bản thân Danh á, trước khi Danh lập gia đình á, lúc đó là Danh là người rất mê trẻ con và nghĩ là không đủ thời gian để mà nghĩ tới chuyện vợ con, nên là đã có lần là muốn sinh con nuôi rồi. Bản thân Danh là rất thích những tới những người, nhất là những trẻ mồ côi, những người già neo đơn. Thì đó, mình hay tới thì mình lại, lúc đó có một bé đó mới được đưa vào chùa, được mấy ngày tuổi thôi, mà xinh lắm, dễ thương lắm, lại nói thôi muốn đem về nhà nuôi. Nhưng không có hỏi ý kiến qua ba mẹ với kiểu này là thôi, cái đợi vài năm nữa coi sao, coi nếu mà không có gia đình thì nhận con nuôi cũng được. Nhưng mà đúng là bình duyên đến là tự nhiên cái đẻ lần 4 đứa, mà đúng sở thích của Danh. Vì cũng đây là thật sự ra cũng cảm ơn, tại chưa có ai mình Danh nghĩ một người phụ nữ nào dám đẻ liên tục 4 đứa cho Danh như vậy. Vợ Danh cũng là một người rất giỏi. Em nghĩ vợ anh là người phụ nữ xuất sắc luôn á. Thật sự nếu như bản thân em mà bây giờ em chỉ nghĩ tới 1-2 con thôi, 2 người con thôi là em đã thấy sợ rồi. Tại vì mình sợ là mình không có đảm đương được cái trách nhiệm đó. Nhưng mà vợ anh làm được điều đó. Vậy thì bây giờ các bé đã bắt đầu thể hiện cái khả năng năng khiếu của các bé chưa? Và anh có suy nghĩ là anh sẽ hướng các bé đi theo con đường nghệ thuật hay không? Nếu con anh được tính mà gọi là kiên nhẫn và chịu khó thì cũng đi theo đường nghệ thuật. Nhưng mà riêng anh thấy vất vả. Thật sự ra nếu mà may mắn thì mình nổi tiếng thì nó đỡ vất vả. Chứ còn nếu mà không là nổi tiếng được thì khá vất vả. Riêng anh, quan điểm của anh là con anh thích diện cho làm đó, chứ không có hướng cho gì hết. Hiện giờ anh dẫn cho đứa học nhảy, đứa học piano, rồi nói chung học hội họa, thì đứa nào có năng khiếu gì mình cho cái đó. Không ép con theo hướng của mình. Vấn đề cho các bé cứ thoải mái thể hiện cái năng khiếu của các bé, và các bé thích đi theo con đường nào anh đều sẽ ủng hộ hết, đúng không? Những cái thắc mắc của em nãy giờ là được giải tỏa hết rồi, nhưng mà bây giờ sẽ còn có thêm một số câu hỏi nhanh nữa. Những cái câu hỏi nhanh là em hỏi xong là anh phải đáp liền, không có thời gian suy nghĩ anh nha. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi đúng không? Hãy dùng một từ để diễn tả cảm xúc nếu bây giờ vợ của anh thông báo em có bầu. Rất vui mừng, tại vì hiện bây giờ anh đang muốn có đứa thứ 5. Nếu mà có đứa thứ 5 thì anh có muốn có đứa thứ 6 hay không? Anh nghĩ chắc 5 là đủ. Và nếu có thể anh mong muốn có tất cả là mấy trai và mấy gái? Hiện giờ của anh là 3 gái 1 trai, giờ anh muốn thêm một bé trai nữa. Điều mà lãng mạn nhất anh đã làm cho vợ của mình? Mua một cái gì đó tặng cho vợ, một món quà vợ thích. Anh bật mí món quà đó là gì đó? Thường vợ anh hơi xa xỉ xíu, toàn là thích giỏ Chanel thôi. Giỏ Chanel ai cũng muốn hết anh. Có bao giờ vợ chồng của anh cãi nhau hay chưa? Và khi cãi nhau như vậy, ai sẽ là người làm hòa trước? Thật sự là lúc đầu cãi nhau rất nhiều. Tại vì từ hai cách tính biệt đối lập với nhau thì mà không ai nhường ai thì lúc đó sẽ có. Nhưng mà đa phần là anh là người nhường. Tại vì rõ ràng mình lớn tuổi hơn vợ và mình chững chạc hơn. Mình có thể khi đó làm hòa trước, và những gì vợ mình sai mình sẽ gọi lại. Cái này em không đúng, cái này em không nên, cái này em nọ. Thì lúc đó khi mà cô ấy dịu lại thì cô ấy sẽ nghe mình. Còn lúc mà mình căng, lúc đầu là hai đứa căng hết thì thành vỡ. Cả hai người cùng căng là sẽ rất là khó khăn. Điều gì đã từng khiến anh cảm thấy tồi tệ nhất?
tồi tệ nhất của anh là thời điểm mười mấy năm về trước, chia tay với công ty. Khi buồn anh làm gì? Khi buồn à? Nhậu. Khi vui anh làm gì? Khi vui, thật sự ra vui buồn gì anh cũng luôn luôn ở bên gia đình mình. Tại vì anh là người hướng nội, đa phần là thích ở nhà. Thời điểm nào được xem là bước ngoặt trong cuộc sống và trong công việc của anh? Có lẽ thời điểm lập gia đình. Là một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn. Yeah. Về cách sống, về nhận thức, về thời gian biểu của mình. Nói chung là chi phối mọi thứ từ khi có gia đình. Rất cảm ơn anh về những chia sẻ ngày hôm nay. Thực sự mà nói là sau cái phần chia sẻ, sau sự trò chuyện cùng với anh ngày hôm nay, làm em hiểu hơn, hiểu rất nhiều về anh. Và trong thời gian sắp tới, anh có sản phẩm âm nhạc gì sắp ra mắt hay không ạ? Gần tới cuối năm rồi. Lẫn với công việc và dự án thì rất rất là nhiều. Danh cũng muốn sửa thắng xong lên, tại vì đang có những chuyển biến tốt giữa liên khúc của Danh và Saka Chương Tiền. Thì hiện giờ anh em đang âm, gọi là ủ mua một cái liên khúc, cũng là nhạc, những bài hát rất dễ thương mà được phối trên nền nhạc remix. Và ngoài album cùng với Saka Chương Tiền về nhạc remix, thì Danh cũng muốn trở về dòng nhạc trữ tình sâu lắng, muốn phát hành gửi đến những vị những ca khúc cùng song ca với ca sĩ Dương Hồng Loan. Thì hy vọng rằng album này được quý vị đón nhận. Và chúc cho những dự án của anh sẽ thành công, cũng như là nhận được sự đón nhận của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh ngày hôm nay rất là nhiều khi dành thời gian đến tham gia chương trình Chuyện Showbiz, cũng như là chia sẻ về cuộc sống, về công việc của mình cho tất cả quý vị khán giả. Và lời sau cùng cho Danh gửi đến quý vị khán giả chương trình Chuyện Showbiz, lời tri ân quý vị là thời gian rất rất dài, mười mấy năm, mà hiện giờ mỗi đêm Danh diễn sân khấu đều được luôn nhận sự ưu ái của vị. Và sự yêu thương đó Danh xin một lần nữa để trong tim, và xin chúc vị và gia đình của mình thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Quý vị khán giả thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay, Phụng tin chắc rằng tất cả quý vị khán giả chúng ta đã hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như là công việc của ca sĩ Quách Thành Danh. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, quý vị sẽ luôn đồng hành và ủng hộ ca sĩ Quách Thành Danh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.